Thưa quý vị, vì nghe tiếng bô xe nổ to, một nhóm gồm 7 thanh niên đã đuổi đánh hai người đi xe máy trên đường, khiến xảy ra tai nạn giao thông. Cho đến ngày hôm nay 17 tháng 1, đại diện cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đã xác định và có kết quả về vụ việc trên. Trước đó vào tối ngày 9 tháng 1, 7 nam thanh niên từ 16 đến 19 tuổi cùng quê ở huyện Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang. Ngồi tại sân đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ huyện Hiệp Hòa vào khoảng 20 giờ, một nam thanh niên 22 tuổi có lái xe máy chở theo cô gái 19 tuổi đi qua khu vực trên. Do tiếng bộ xe máy nổ to, bảy thanh niên đã dùng 3 xe máy đuổi theo. Đi được khoảng 1 km, xe máy trong nhóm trên do Nguyễn Quốc Huy, 18 tuổi, vượt lên rồi nam thanh niên tên là Nguyễn Hồng Đức ngồi phía sau, vung tay, đánh nam thanh niên kia. Cú đánh khiến anh loạn trọng, lao sang phần đường đối diện rồi va chạm với một ô tô khác đang lao tới. Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe hư hỏng nặng. Cô gái 19 tuổi bị gãy đùi trái, còn nam tài xế chấn thương sọ não cùng nhiều thương tích khác. Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên. Sau khi xảy ra sự việc, cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để xác minh. Hiện công an huyện Hiệp Hòa đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Đức và Nguyễn Quốc Huy để điều tra về hành vi cuối gây thương tích